ngôi sao, vệ tinh, trái đất. Bạn nghĩ mình đang ở đâu? Trong không gian hay chăng? Ngay bây giờ hãy cùng Let's Go nào cùng dịch chuyển đến khám phá xem địa điểm đặc biệt này là ở đâu nào. Mota là một nhân viên phục vụ tại quán Robo Cafe. Dù mới chỉ khai trương cách đây vài tuần, nhưng đây là một địa chỉ đang khá hot người đến bởi sự tò mò với trải nghiệm kiểu phục vụ đặc biệt này. Nếu như những hàng quán có robot phục vụ khá phổ biến ở nhiều nước như Nhật Bản hay Trung Quốc, nhưng tại Việt Nam đây là quán đầu tiên đưa robot vào phục vụ. Để vận hành chú robot này vô cùng đơn giản, chỉ cần đặt đồ uống lên khay và chọn bàn trên bảng điều khiển, robot sẽ tự động di chuyển tới bàn được chọn. Trong quá trình di chuyển, nếu gặp vật cản, robot sẽ xin nhường đường, mời khách lấy đồ khi tới bàn và cảm ơn khi khách lấy đồ xong. Một điều rất thú vị là khuôn mặt của chú robot này có thể biểu cảm các trạng thái như đỏ mặt, chớp mắt, nháy mắt, vô cùng đáng yêu và thú vị. Tới với quán, ngoài việc được robot phục vụ, bạn có thể lựa chọn nhiều món đồ uống thơm ngon. Có những đồ uống mà chỉ có ở quán, có nhân viên robot này mới có thể được thưởng thức. Hy vọng điểm đến ngày hôm nay sẽ mang tới những thông tin hữu ích cho bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!